Đây là cổng trường này. Cổng trường. Đây là trường cấp 1, cấp 2 này. Đấy, trường cấp 1, cấp 2 nhá. Trường cấp 2 nó kéo dài đến tít cái đoạn cuối cái kia, hết cái bức tường màu vàng này. Biển nhà nghỉ rốt này thì rẽ vào đây. Đi thẳng đường này đường thông. Lâu này đẹp mà. Hôm nay có cái biển rốt này gần nhà nghỉ. Đường thông, đường này nhiều người đi. Lâu này không vướng cột điện luôn. Diện tích luồn tiền. Tiền 5,5 m. Đây là vị trí của lô đất này. Không vướng cái gì, không hố ga, không cột điện gì. Đường này đường thông và làng này. Chỗ kia có một dãy các cửa hàng kìa. Này đường này rất nhiều người đi qua lại luôn. Đấy, ở đây có cửa hàng sửa chữa lắp đặt điện nước này. Đây, bên này là nhà nghỉ này. Đấy. Đối diện nhà nghỉ rốt này. Lô này đẹp này em này, nhiều người đi lại. Đấy, em thấy không? Vỉa hè rất là rộng nha. Vỉa hè rất rộng luôn. Vỉa hè chỗ này to hơn các vỉa hè khác. Vỉa hè này 4 mét này. Rất là rộng luôn. Đấy, đối diện đối với cả cái nhà màu xanh xanh này này.